Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Biển Đông sắp xuất hiện áp thấp nhiệt đới, bão. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra những nhận định về khả năng sắp xuất hiện một cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 22 đến 23 tháng 6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ hình thành một vùng áp thấp, xác suất khoảng 65-75%, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khoảng 20-30% mạnh lên thành bão. Thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Khoảng ngày 23 đến 25 tháng 6, áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và khu vực Vịnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, sau có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, bão, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển đảo Hoàng Sa từ ngày 23 đến 25 tháng 6, thời tiết chuyển xấu. Ngoài ra, hiện nay, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 mét. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Theo các chuyên gia, hiện tại hiện tượng ENSO đang ở pha trung bình. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 9 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65-75%. Từ nay đến tháng 9 2024, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng từ 5-7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 2-3 cơn đổ bộ vào đất liền. Số lượng bão áp thấp nhiệt đới trung bình nhiều năm trên Biển Đông trong thời gian này là từ 6-7 cơn, trung bình nhiều năm đổ bộ vào Việt Nam khoảng 3 cơn. Đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét và gió giật mạnh. Việt Nam sẽ đón 13 cơn bão và áp thấp đổ ập vào. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2024 đến nay, một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Dự báo có khoảng 11-13 cơn bão áp thấp trên Biển Đông, trong đó 5-7 cơn bão áp thấp ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan của thiên tai. Nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dông lốc, mưa đá, mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến ENSO năm 2020. Khu vực Bắc Bộ, các tỉnh miền Trung, giai đoạn từ ngày 12 đến 31 tháng 5 có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 42 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ 11 đến 16, năm có thể xuất hiện một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 38 độ C. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 năm 2024 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa chuyển mùa, nắng nóng sẽ giảm dần. Từ tháng 6 đến hết năm 2024, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7, tháng 8 năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ ngày 5 tháng 8 năm 2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ ghi nhận rét đậm, rét hại liên tiếp. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên hứng chịu hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài nhiều tháng.
sạt lở, sụt lún đất và ngập lụt do triều cường xảy ra tại nhiều nơi, nghiêm trọng nhất là tại Cà Mau. Các loại hình thiên tai xảy ra từ đầu năm 2024 đến nay đã khiến 14 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính trên 399 tỷ đồng. Dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn bão, áp thấp trên biển Đông quả thật sẽ gây ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống. Cũng theo vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, nhiệt độ trung bình 4 tháng đầu năm tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1,5 độ C. Riêng trong tháng 4 năm 2024 tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao hơn từ 3,1 đến 3,6 độ C. 110 trên 186 trạm quan trắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử, đặc biệt tại Đông Hà, Quảng Trị. Nhiệt độ ngày 28 tháng 4 đo được là 44 độ C, đây là giá trị cao nhất từ năm 1976 đến nay tại Quảng Trị. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đã xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài trong tháng 4. Dòng chảy trên các sông, hồ chứa khu vực Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 30 đến 60%, thiếu hụt nhiều trên sông Thao và sông Lô từ 50 đến 60%, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ, Tây Nguyên phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 25 đến 50%. Xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ trong mùa khô năm 2023 và 2024 đã đến sớm và gây gắt hơn trung bình nhiều năm vào năm 2022 và 2023. Các đợt xâm nhập mặn trong thời gian vừa qua đã gây ra tình trạng thiếu nước ngọt cục bộ. Biến đổi khí hậu làm gia tăng tính cực đoan cho thời tiết năm 2024. Hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan, gồm cả tối thấp và tối cao, nên năm 2024 dự báo sẽ có diễn biến thiên tai khí tượng thủy văn phức tạp, gồm cả nắng nóng, hạn mặn, dòng lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa, bão, lũ, ngập lụt xuất hiện nhiều, tập trung vào nửa cuối năm. Đây là kịch bản tác động khá giống với hình thái diễn biến ENSO năm 2020. El Nino đã tác động đến thời tiết và khí hậu nước ta từ năm 2023. Trong năm này, cả nước đã xảy ra 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới, 25 đợt không khí lạnh, 20 đợt nắng nóng diện rộng. Tình trạng thiếu nước đã xảy ra ở khu vực Bắc Bộ từ tháng 1 đến 7 năm 2023 phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 80%. 21 đợt mưa lớn trên diện rộng, 13 đợt lũ ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên phạm vi 35 tỉnh thuộc khu vực Trung Du và miền núi các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Ngoài ra, còn nhiều loại hình thiên tai khác đã và đang có diễn biến phức tạp như dông lốc, sét, sương mù, mưa đá, rét hại, cũng gây thiệt hại không nhỏ về người, tài sản, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Trước những nhận định về El Nino có thể gây diễn biến thiên tai phức tạp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thiên tai, nguồn nước trên các lưu vực sông. Từ đó, chủ động dự báo, cảnh báo sớm, dài hạn về tình hình El Nino, nắng nóng, hạn hán, nguồn nước và cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chỉ đạo và người dân. Hiện nay, hiện tượng El Nino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong các tháng cuối năm 2024. Trước mắt, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng vào nửa cuối tháng 5. Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xuất hiện một đợt nắng nóng trong những ngày tới và có mưa chuyển mùa trong giai đoạn nửa cuối tháng 5. Nắng nóng sẽ giảm dần. Từ tháng 6 đến hết năm 2024, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 và 8 năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ cũng có khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2024, tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Về bão, áp thấp nhiệt đới, dự báo có khoảng 11 đến 13 cơn trên biển Đông và 5 đến 7 cơn ảnh hưởng đến đất liền. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.